Nhiều bạn có thắc mắc với mình rằng là không biết là ốp ong sám mà cái độ chiều độ dài của nó là 30cm 10-30 thì nên tổng thể nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay là có một cái công trình thực tế ở tại Chứng minh Nguyễn Tuân, mình cũng đi tham quan, mình sẽ quay một vòng để cho các bạn xem là nếu mà mình ốp ong sám thì tổng thể như thế nào nhé. Ở đây là họ sử dụng là kích thước là 10-30cm và ốp ở trên tầng tum. Đó. Đá ong sám thì sẽ có những cái viên mà lỗ ít lỗ nhiều, mình sẽ trộn với nhau mà cũng không ốp lát cũng không cần phải lựa chọn. Nó họa tiết nó sẽ là ngẫu nhiên thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, như các bạn thấy một cái công trình thực tế mà ốp lát đá ong sám ở đây. Các bác thợ rất là khéo tay. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.